Các bạn biết cái đường này đường nào không? Đường này là cái bên tỉnh Lê Dung, huyện Lê Dung nha cô chú anh chị. Thì bữa nay Thanh sẽ đi gom cái luồng 7 ở cái tuyến đường này. Ở đây là Lê Dung. Thì cái luồng này bữa hổm Thanh đi đặt 30 cái bên tỉnh bạn đó, Thanh mất hết 5 cái đó. Thì bữa nay Thanh tiếp tục đi qua đây gom 7 gì chứ không có để lại cho cô chú anh chị. Bữa hổm thấy nản quá. Này Thanh đi qua Thanh gom về hết. Này nói chung ra là nếu anh em ở nào gần ở đây đặt 7 là ok nha cô chú anh chị. Rồi Thanh cũng ngày mới cũng chúc cô chú anh chị và các bạn làm ăn dồi dào trong cuộc sống luôn nha. Thì để đến cái 7 đầu tiên Thanh gom về đó, Thanh cứu về Thanh sẽ quay cho cô chú anh chị trải nghiệm. Còn bữa nay Thanh gom 7 rồi có được con rắn nào để đem về không? Thử rồi thì Thanh được có con cắn bự à. Rồi đến đến đây cầu trên đây cái Thanh quẹo vô rồi. Thì bữa hổm Thanh ở đây cũng là thăm cái đầu tiên. Bây giờ Thanh cũng ở đây, đây là cuốn cái đầu tiên. Ruộng thì nước ngập mênh mông trời hải hết nha cô chú anh chị. Đó, bên kia cũng ngập mênh mông luôn. Rồi để Thanh xuống cái bẫy đầu tiên Thanh ở dưới đây nè. Người ta dọn cái người ta luyện ba cái ghét đồ để Thanh nằm dưới đây nhà te. Rồi con chuột nó quéo queo các bạn ơi, nước không ngập mà con chuột quéo à. Cái thứ hai Thanh đây nè, cái thứ hai Thanh vừa không dính được con. Ồ, nước nó ngập lên tới cái bẫy luôn các bạn ơi, không múc múc ở dưới đó đâu. Rồi nước tới đây. Cái này bám dính con rắn gì nè. Rồi hôm nay chất lớt chuột quéo luôn. Rồi ôi quái trưởng. Hai cái hai con chuột. Bảy gốc gì là vừa ha các bạn. Nước quá cô chú anh chị ơi. Để Thanh ghé anh kia. Dính được con rắn nhỏ. Tại gút lẹ quá Thanh không có quay lên. Này cái gốc là con cái nè. Có thấy phần hướng dưỡng đây. Để. Rồi chuột quéo luôn. Trời ơi sao cái này. Nay cuốn 7 mà gặp chuột quéo không trời. Là quẩy trưởng. Vậy như 4 cái rồi mà dính được 1 con. 3 con chuột quéo quéo rồi đó. Thôi lòi lòi cái đầu này. Lè lè cái lưỡi. Cái chuyện quá các bạn ơi, đặt bẫy cái này đi xa cả trăm cây số, cả trăm cây số mà gặp cầm không có nủ. Mấy năm trước rồi cái đuôi thấy đuôi con chuột à, mấy năm trước Thanh đặt ở đây ha, dính thấy mê luôn các bạn. Giờ không có chứ, chuột chắc quéo nữa hay gì, cái đuôi chắc quéo nữa hay gì, dướng gì cả. Thiệt đuôi mà đuôi chuột quéo mới ghê chứ. Ủa sao cái lộn 7 này nay chuột quéo dữ vậy. Không nhớ đặt chuột tại chuột mạnh không à. Chỗ này con chuột ao mới xuống. Dở lên dính gấu hành nè. Con này chắc nhì nha các bạn. Con này nhì. Đây. Đó. Con hay con à. Con các bạn. Được con nhì thấy không. Ngày cái gốc này Thành mới xuống lấy. Đó, nước ruộng rồi nè, bạn thấy ghê. Rồi, để Thành lấy bà vỏ mấy cái bẫy cái Thành bỏ vô trong cái tụng nha các bạn. À, đằng gốc đằng kia Thành có 1 cái nữa. Cái này cứ rồi Thành qua thăm bị chuột quéo quéo. Cái khúc này sao Thành đặt không có mất 1 cái luôn á các bạn, mà khúc đằng kia lại mất. Rồi, nhà te. Chắc chuột quéo nữa chứ gì. Thiệt. Ủa sao cái lứa mấy chú mẹ chuột này sao kỳ vậy ta, hiếp tinh chứ. Nước dị động con này hơi kinh.
lớn vậy nè, trong ruộng có lội ra cục lùm đó đặt là thầy luôn đó các bạn, mà tại vì Thanh không lội được, đây giống xa mà lội dưới học cái bãi này rồi cũng chuột quéo quéo. Cái này sao đây, chắc quéo nữa rồi chứ gì thiệt. Ủa sao cái máy chuột này sao kỹ ta, nãy chưa con nào mà còn hết trơn, xui xẻo vậy. Dịch leo lên cái bãi lên đặt cái bờ này là lẳng tiêu, chắc nước ngập chết queo 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 chuột quá. Coi dịch này thả nè, quá trời dịch trẻ khủng khiếp luôn. Bãi này chắc nó nằm ở dưới luôn. Trời ơi dịch nó để nâu các bạn, nó trứng để nâu kìa. Nó thằng nó đậu đặt đâu đây một cái nè, chỗ nào đây chắc nước ngập à, nó không ngập, không ngập mà không thấy phân hướng gì hết. À, chuột còn cái khu này Thanh đặt như ba cái hay bốn cái gì. Mênh mông trời hải thì thành con cái nè, nước ngập hết trơn các bạn, chuột đi hết. Quèo quèo bữa nay lỗ tiền chuột luôn, không có gắn mà lỗ tiền chuột, nãy dính có hai con trong kia anh còn cái anh vô anh rút ra luôn nha các bạn. Chuột nó chạy, chuột chào bá nọ nồng. Đó chạy các bạn, hai cái đều chuột quéo quéo chân à. Có Thanh biết có đặt đây không, anh coi coi, anh nhớ có đặt đây một cái nào mới có không, tám mươi mon rồi thấy Thanh có đặt không. Có đặt không cơ, không có đặt hay gì, mồi mà không có đặt, không đặt mà không có đặt hay gì, chỉ có đặt bên đây không biết nữa. À, coi cây lúc bảy về em phải lục chứ không lục lỡ tội ô chuột gì đâu mà đừng mòn quá cho đừng mòn các bạn, thì là không có đặt bên đây à. Quá trời đừng mòn. Rồi nãy giờ cuốn bộ rồi đó, giờ còn đâu cần như vậy đâu, mười mấy cái chuyện chắc chân chục cái cá còn nhận nó giận quá trời giận. Thanh đây anh có con cái nè, này bỏ dính con hình nhỏ xíu bị chuột nó xử rồi chật lớp chuột còn luôn. Này đâu mà không có dán luôn trời, nó vọng vô bên kia rồi, có một con, có con bự nào ăn về gỡ gỡ rồi. Ngay miếng đan đó là bữa Thanh thấy con mèo nằm trong hang các bạn ơi. Hôm nãy giờ quá trời bẫy mà không có hai con rắn ở bên kia bên đây, không có một con luôn. Nước ngập không. Cái bẫy đang tiêu rồi. Bên đây mà. Lậu ghê luôn. Ui, gắn bự ghê luôn. Bự mà nhìn không thấy luôn. Cái này vừa hổm Thanh dính một con hổ lãi các bạn này nè.
Dính còn hồi nãy nè. Ủa, bữa nay cái màu này giống chuột heo quá rồi. Heo chuột luôn. Bốn con rắn. Sáng giờ bốn rắn để coi còn được đây bốn cái. Bốn cái với bốn cái còn có 8 cái nữa là hết 30 cái đó. Đã có 30 cái à. Thì đó từ đi từ nào giờ dỡ được có mấy con đó. Bốn con. Hy vọng họ qua bên luồng kia kiếm mấy con rắn nhất cái nữa cho đủ vốn rồi. Bên kia mới có chứ bên đây không có. Qua cái đường kinh bển á, kinh nhỏ tẻ chảnh bển á, bển cũng nhờ bên đó được con đó, chứ bên đây không có rồi, bên đây thua rồi. Bắt gà đang bỏ, bỏ ba cái ấy vô, vô cái bao. Tôi trên mạng này chứ đâu à? Tôi cũng làm bên YouTube nè. Lội cây cỏ lượng lúc đầu lội lỏng lỏng chạy xe ầm ầm. Trời ơi. Mấy thằng đó nó vô rừng nó đặt cái tôi đâu có vô rừng. Vô kiếm rắn hổ rắn đồ á. Tôi đâu đặt về đó rồi đó tôi đặt cái đó dữ lắm mà giờ đâu đặt đâu. Đó. Khó bán. Mà nếu bán được bán cho lái thì rẻ sình nè. Đâu có bán đâu. Mấy cái người mà tôi không săn rắn hổ, săn rắn hổ thiếu gì thôi. Hổ nó không có bỏ mặt không mà bán cái triệu và ăn cái rồi. Ai nói nguyên con rắn gắn một ký mấy mới được 1 triệu. Nhưng con cái mặt không chịu quạt ai nói vậy. Tôi bán hoài tôi không biết. Nhưng giờ trong ngoài mà đây cá móng gì trong mấy vương vương này ta xịt cho bắt không được cũng còn cá thôi chứ ngoài sông này có đâu không nước lục bình thì không sao xịt được. Trời ơi, cho hỏi nó có mang bình nó xịt cả nước không có nước ra. Vậy chứ đâu có ăn hết nữa. Không, người ta đâu có xịt, còn đâu có chuyên nghiệp đâu mà bắt hết rắn nó được, mấy con cá nó được. Kênh này bữa tôi đặt cá lóc có táp dữ lắm mà, không đặt làm sao chứ. Cá lóc có táp dữ lắm. Để ăn đặt làm sao. Không đặt không mé không cá ra, bự đâu có ăn có cái nó bự hiếm ăn rồi có bự đó khi đi về nữa vỏ đó hả. Trời ơi hồi đó chứ giờ làm gì có kiếm gần 3 kg 4 kg thì có chúng lộn cái nó vô ngon lắm. Với lại này chuột có bị hao quá không chết hay gì à. Chứ chuột còn hao cũng đâu có đánh đổi gì tệ gì. Con tính thì 20 cái mà còn được có mấy con chuột. Mấy chuột nó hao cái này. Cái này cũng được nè. Con này ngoài 300. Từ nãy giờ có con này là bự nhất. Bắt đàn quý chiêu bỏ vô lấy cái 7 bỏ vô cái bao rồi cái quanh cái cúng tiếp. Đó 4 con. Đủ điện xăng. Thấy cực khổ à. Đây, tạm ngưng đi các bạn. Đây, có một anh đứng ngồi đứng rồi đó. Chào đơn giả cái cho lên YouTube coi. Đó. Anh đi đặt cái là cá nè. Nãy giờ anh kiếm chỗ đặt hoài cũng có nè. Rồi thằng này. Ta hái qua cây gạo ở đầu ta liền xuống nó vẫy thân mình. Đó, ghê luôn mà chuột nó bị quéo quèo nữa nè. Đó. Này là ngày chuột quéo. Khu này thanh còn 4 cái. Nãy thăm bên kia chuột quéo hết còn.
gắn nó thử chuột chết queo. Rồi, chuột queo nữa. Kinh khủng thiệt chứ, sao kỳ cục. Cái luồng quẩy này thiệt chứ. Rồi, lấy đi, hồi đã lấy. Ở đây còn ba cái, có hai cái nữa. Cái thằng này bà không giả con nhất, miếng này sao. Không tin dính được con nhất. Ở chỗ này hay gì nè. Chỗ nào ta. Mới đây cũng quên. Chắc là cây mì này quá. À, đây nè. Nhớ rồi. Đây cây mì này. Nước có ngập không đây? Chắc nước ngập nữa rồi. Nghe cái mùi tanh tanh nè. Tanh chuột hay gì đây. Rồi, nghe mùi tanh tanh là biết lắm. Gắn nước ngập ao nha các bạn. Vậy đó, đi đặt trên cao á, mà còn vậy á. Kinh điển, kinh điển, thăm lùng bởi gắn, kinh điển. Đang đã chuột quéo không? Cái kia cao vậy rồi chuột béo cái này sao sao mà còn. Kia cao nước gì mà lên múc trên đây luôn nữa mày. Sao mà còn được. Rồi nước ngập chuột béo nè. Kiến không. Rồi cái này thành mình bảy. Hy vọng đây kiếm miệng con nhất kiếm không được luôn. Rồi tham gia thanh chữa sạn mấy cái bảy lại cái thanh thằng kia còn cái nữa, cái thanh qua bên kia 5 cái nữa là hết nha các bạn. Chục cái đúng. Được con an ủi. Ôi. Bốn cái gì nãy đằng kia cái bỏ trong đây. 5 cái. Rồi, cái thanh sẽ dọn dẹp nó, cái thanh bỏ vô cái tụng luôn nha các bạn. Đây thanh có 1 cái nè. Cái này mới đặt. Đâu rồi? Đâu rồi? À, đây. Thấy cái bãi nhà heo. Rồi, chuột đã ra đi nữa các bạn ơi. Ra đi không bao giờ trở lại, phải không đặt trên cao này ngon quá. Còn một cái bẫy cuối cùng. Xe thanh đậu trên lộ. Nãy là nó đi đường này mà đi đường này các bạn biết sao. Nó có một khúc đường nó xấu quá. Cho nên thanh không có đi. Khúc đường này thẳng chỏng. Ô, nước gì đâu mà ô, dấu có ai xuống rồi ta. Nước cái bể thanh còn không đây. Ô, nước nó ngập luôn rồi các bạn ơi. Cái cuối cùng mà cũng bị nước ngập luôn rồi. Là quải trưởng. Cái bể thanh đâu rồi. Rồi. Cái cuối cùng cũng bị lụm nữa trời. Là quải trưởng không. Kiểm đây không ngọt đây rồi đây đây chìm rồi chứ. Ủa, có phân hay gì đây không có luôn. Chuột còn sống luôn. Rồi cái cuối cùng chuột còn sống cũng còn hên đến đâu mất cái bẫy rồi chứ. Quái chướng.
Rồi, bữa nay được mấy con rắn đó cũng tạm ổn. Hồi diện nghe ghé âm tiếng nhà đi với em Phát đi thăm loài cá xong chưa biết nữa, xong hồi vô mình uống cà phê với mấy em đó kìa. Rắn chắc này đủ tiền xăng đồ với tiền chuột chắc không đủ quá cô chú anh chị. Tiền xăng thì dư, tiền chuột thì chắc thiếu. Rồi bây giờ đường này là Thanh đâm thẳng về Lê Dung. Ờ à, về Sa Đéc. Sa Đéc là về bên cầu Mỹ Thuận. Xe quá trời xe các bạn. Tiến tới về tới cầu Mỹ Thuận nữa các bạn. Quá trời đó mưa rồi cô chú anh chị ơi. Ôi, anh về tới gần tới cái lại rồi, trời chứ mưa. Quá trời đó mưa. Khủng khiếp không? Đen đuôi hết. Rồi, anh cũng xin cô chú anh chị kiếp clip về nha. Thì giờ mưa quá con không có tổng kết gắn gì, đem bảy đầu ra cũng vậy, giờ em gầm quá trời quá gầm luôn, khủng khiếp không?